Hôm nay sẽ là một ngày ở nhà của Mau Tiểu Tam. Chuyện là mấy bữa rồi con Mau nó được mình đưa về nhà, nó phá về nhà dữ lắm. Lần nào về nhà ở nhà nó cũng cặp bầy cặp lũ với con Linu và con Đầu Vàng quậy bánh cái nhà mình. Một ngày nó giỡn hết chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu chặp. Có khi tụi nó hợp tác với nhau đi rượt mấy con gà của hàng xóm, mình là cái người luôn luôn nghe mắng vốn. Có khi thì mới sáng dẫn nhau đi lội sình, mình mấy đứa nào đứa nấy nhìn thấy là hỏi ôi luôn. Rồi có khi tụi nó dẫn nhau đi kiếm bạn gái nữa. Mỗi lần tụi nó đi như vậy là mình phải cầm chổi đi kiếm về, mình mà không kiếm về chắc tụi nó đi mất tiêu luôn rồi. Tụi nó quậy dữ lắm mà bây giờ mình không có xử tụi nó được. Bây giờ tụi nó có chị Sen lo rồi nên là mình không có dám đụng tới. Nhất là con Mau, nó là cái thằng tiểu tam công khai trong cuộc tình này. Từ lúc con Mau nó chính thức có chị Sen là nó đeo theo chị nó suốt. Nói đúng ra là nó biết bây giờ ai mới là nóc nhà, làm cái gì tụi nó cũng đeo theo nịnh bà Sen, nên là bà cưng tụi nó dữ lắm. Bà thường xuyên mua đồ ăn ngon cho tụi nó, nhìn nguyên một vàng này là biết tụi nó được bà cưng cỡ nào rồi. Được ăn ngon no nê rồi, mặt đứa nào đứa nấy hứng ha hứng hở hết, đầy đủ năng lượng hết rồi. Sợ tụi nó ở nhà kiếm chuyện quậy nữa nên là hai vợ chồng mình sẽ đưa tụi nó đi biển chơi cho tụi nó quậy đã đời luôn. Cái con Mau vừa ra tới biển mới thấy biển là nó lao ra rồi. Mọi người có biết lý do tại sao không? Tại vì ở biển này có rất là nhiều cá thòi lòi. Con Mau nó mà thấy cá thòi lòi là cỡ nào nó cũng rượt hết. Vui không? Mấy chị em của tụi nó chơi với nhau vui dữ lắm, chơi tới nỗi quên sự hiện diện của mình luôn. Anh xem bây giờ chỉ là thằng quay phim thôi. Mấy chị em của tụi nó chạy giỡn với nhau vui cười ôm sùm hết. Còn mình thì bây giờ là chính thức bị ra rìa rồi, nên là mình sẽ đi về trước đây. Dẫn mấy chị em của tụi nó đi chơi, mà rốt cuộc mấy chị em của tụi nó chơi với nhau, bỏ mình ngồi chơi có một mình thì thôi mình đi về luôn. Anh Sen tổng vệ sinh ngôi nhà nhỏ. Hôm nay mình sẽ tổng vệ sinh lại ngôi nhà nhỏ, cũng là nơi ngủ nghỉ của mình và bà nhỏ. Gọi là ngôi nhà cho sang vậy thôi, chứ thật ra nó cũng chỉ là một cái chòi nhỏ thôi. Mình cũng có nhà đàng hoàng nhưng mà mình lại không thích ở. Tại vì mình mà đi vô nhà ở thì bầy lính của mình tụi nó cũng sẽ theo vô nhà ở. Nhưng mà tụi nó ở dơ lắm, sợ bị cha la nên mình toàn ở ngoài sân không à. Hồi đó nuôi có 2-3 đứa nên mình ra cái đám đứa ở đằng sau nhà lợp cái mái, dựng tấm vách, lót dài tấm ván ở dưới cho tụi nó. Còn mình thì dăng dỏng ngủ. Tới sau này mình nuôi nhiều hơn rồi mình cũng có điều kiện hơn trước nên là mình mới xây được cái ngôi nhà nhỏ này. Được cái là tụi nó chỉ việc chơi và ngủ thôi, còn dọn dẹp là trách nhiệm của mình. Cứ vài bữa là mình phải quét lại cái sàn, còn mình mà không quét thì cái lớp sình ở dưới sàn càng lúc nó sẽ càng dày lên. Tụi nhỏ nhà mình tụi nó thích đi chơi nhưng mà toàn chơi dưới sình không à. Có khi tụi nó chơi tới nỗi bộ mình nó thành vậy đó. Ở chung với tụi nó riết là mình cũng ở dơ theo. Cái tấm thảm này là mình lót cho tụi nó ngủ mấy bữa trời lạnh. Mọi người coi mình vũ một cái mà bụi nó bay trắng đầu mình luôn. Mình trải ra thử thì không ngờ là tấm thảm này nó nổi ở trên mặt nước, nên là mình có đi vô nhà nhờ con Moon ra thử coi tấm thảm này nó nổi dữ không. Sau lần đó thì hai anh em mình cũng ngưng nói chuyện với nhau một thời gian dài. Moon thì cũng đã rút lên cho mình được một bài học quý giá, đó là đừng bao giờ coi thường người khác. Trong lúc mình chờ cái sàn khô để xịt vệ sinh khử mùi thì tụi nó trèo xuống đây hết rồi. Chưa kịp khô là đã có những cái dấu chân sình mới rồi. Chắc là cũng biết nôn để ở nhà mới sạch sẽ. Đứa nào đứa nấy hân hà hân hở xuống dành chỗ nằm hết. Hồi sớm là anh thương Moon, anh mới bắt Moon thử cái tấm thảm đó, đưa vô anh mượn thôi. Cứu tôi. Trong lúc chờ ở nhà nhỏ của mình thật sự sạch sẽ khô ráo thì mình sẽ dẫn tụi nhỏ đi chơi. Cuộc chiến của Sam. Tới bây giờ thì con Sam này đã có 5 đứa con rồi, nhưng mà lúc
lúc nào nó cũng vô tư hết. Một ngày dài 24 tiếng thì con sám nó đã dành ra hết 20 tiếng để nó chơi rồi. Nó chơi hay lắm, nó chơi một mình thì thôi, nhưng mà nó chơi với ai thì nó sẽ bị đứa đó cắn. Cuộc đời của nó sợ nhất là con mông. Cứ sơ hở là nó sẽ bị con mông cắn. Rồi mấy đứa con của nó cũng đáng đồng tiền bắt gạo dữ lắm. Mỗi lần nó bị con mông cắn thì mấy đứa con của nó cũng sẽ phụ con mông cắn nó luôn. Chỉ khi con sáp nó chơi với vỏ dừa khô thì vỏ dừa khô sẽ không cắn nó. Chiều nay nó lượm được cái vỏ dừa khô, nó đang nằm nó cạp kìa. Tiếp theo cái vỏ dừa khô là một chiếc dép lượm ngoài bờ sông. Để cho vui hơn thì mẹ sám cắn chiếc dép, út chét cắn tới dừa. Phải được vậy là im rồi, từ đâu con mâu nó lại tới. Bây giờ để cho yên lành thì hai mẹ con của con sám phải cống nạp cho con mâu, một là chiếc dép, hai là tới dừa. Thì ai cũng biết con mâu là con thú hung ác rồi. Con chén nó thấy con mâu nó sợ nó liếm mép không. Có con sám là bữa nay nó có dấu hiệu dùng lên đó mọi người. Nó đang nhe nhe hàm răng để cho con mâu sợ. Con mâu nó không sợ nên là mình chuyển sang cầu quà. Cuối cùng kết quả là mấy đứa nằm cắn chung luôn. Nỗi sợ của sám là con mung. Nó là con xấu xà mam, lúc nào nó cũng vui vẻ hết. Bây giờ nó là cái đứa con gái bự con nhất nhà mình. Nhưng mà cho dù nó có mập hay là nó bự cỡ nào thì nó vẫn sợ con luôn. Nó sợ con Moon dữ lắm. Riết rồi nó mừng mình, mà nó thấy con Moon nó cũng phải mừng con Moon trước. Con Moon nhỏ hơn nó nhưng mà đẻ trước nó nên là nó sợ con Moon từ nhỏ tới lớn rồi. Từ nhỏ cho tới lớn nó bị con Moon cắn không biết bao nhiêu lần. Mình cũng có la con Moon, cũng có đánh đòn con Moon nhiều lần lắm, nhưng mà con Moon nó vẫn không có bỏ được. Bây giờ ăn hiếp con sám đã là thói quen của con Moon rồi, còn sợ con Moon cũng đã là thói quen của con sám luôn. Moon này Moon nó cắn bây giờ đó. Rốt cuộc thì đứa nào là thủ phạm? Đôi dép bạn mình tặng mang chưa hết ham nữa. Bữa nay lấy ra mang xong quên dẹp chưa được 10 phút nữa. Giờ nó đứt hết quai rồi nhưng mà không biết đứa nào cắn. Sao tôi nghi cái con này quá trời mà không có bằng chứng. Mà cái áo bao đời đó là tôi thấy không ổn rồi. Mà cũng có thể là cái con này. Con này hồi nhỏ nó cắn dép dữ lắm. Rồi còn cái con kia nữa kìa, nó nằm nó lăn lăn ở ngoài kìa. Nhà nuôi trúng toàn là bao đời bao đớm gì không. Giờ đôi dép bị vậy tôi nhìn mặt đứa nào tôi cũng nghi nó là thủ phạm hết. Phải đắng cắn quà nào? Phải đắng không? Phải mày cắn không? Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ ngợ. Rồi còn cái con này nữa nè, cũng nghi dữ lắm à. Để thử coi cái là biết liền chứ gì. Coi tới đây chắc mọi người nghi con vợ là thủ phạm, nhưng mà chưa chắc luôn. Con vợ nó chỉ nhanh thôi, chiếc dép mình chọi ra nó chạy là nó giành trước thôi. Chưa cắn chiếc dép thì bây giờ 4-5 con nó bu nhau nó cắn kìa, biết đứa nào đâu. Xả đây mày, bu ra. Giỡn theo cái cách vô tri của tụi nhỏ. Mấy đứa này nó chơi nó giỡn cái kiểu gì đâu, nhiều khi mình cũng không hiểu nó đang giỡn cái kiểu gì luôn. Mọi người cứ coi đi, nó giỡn một lát thành hai đứa nằm ôm nhau luôn. Con mập thì ôm con mâu, còn mấy đứa kia thì đi vòng vòng hửi hửi. Cái con mâu giỡn với em mà nhe cái hàm răng vậy rồi sao mấy đứa em nó dám giỡn. Con mập nó nằm nó ôm anh hai mâu nó một chút rồi nó cũng bỏ nó đi, cho con mâu nó nằm một mình luôn đi. Người ta giỡn bình thường với tụi nhỏ đi, cứ nhe hàm răng hoài nó sợ, mà bây giờ tụi nó đi hết rồi vẫn nằm đó nhe cái hàm răng ra kiểu răng trắng rồi khoe đó mọi người. Răng nó trắng không phải là do nó xiên đến răng đâu, nó cắn nó phá tối ngày nên là ke không có đóng vô cái răng nó được, cũng nhờ vậy mà hàm răng nó mới trắng được đó. Rồi tới nữa, đây là một kiểu giỡn mới nữa nè. Khi không cái hai đứa kia đứng thành một hàng ngang, rồi con mâu nó chui qua. Mâu làm mấy cái vô ti vô mâu. Rồi có ai biết cái lý do tại sao mà nó không chui qua hết mà nó dướng lại một đứa vậy không? Bây giờ là nó cõng một đứa trên lưng, còn một đứa thì nó bắt một chét. Cơn mưa đến từ mau. Trời nắng nóng cháy da luôn mà không hiểu mưa ở đâu nó rớt xuống mặt mình hoài. Đã vậy lâu lâu còn có mưa bùn nữa chứ. Mình mới giật mình thức dậy thì thấy cảnh này nè. Là con mui thấu nha, nó nằm ở trên mặt mình á. Mày lựa chỗ nằm cũng hay à mau. Nó đi lội sình nó đâu về á. Nó mệt nó nằm nó thở. Thở lè lưỡi luôn, rồi nước miếng ở trong lưỡi nó chảy ra, tạo nên mấy trận mưa của mình đó. Rồi ba cái sình dính ở trong ngón chân của nó đó rớt ra rồi nằm hết ở trên mặt mình nè. Đi chỗ khác nằm đi mau, cho anh ngủ cho thoải mái coi. Mày nằm ở đó mày lú cái giò là mày mưa nước miếng với mưa bùn hoài ai mà ngủ được. Đi chỗ khác nằm đi, còn không thì xuống đây nằm với anh. Con kỳ đà con và bài báo vô tri. Con này là con kỳ đà con. Hôm qua trời mưa nó leo lên cái cây cột điện rồi bị mấy đứa nhỏ nhà mình dí. Thấy tội nghiệp mình bắt nó rồi rộng lại. Bữa nay mình đem nó ra để thả. Mấy đứa nhà mình nó thấy con gì lạ lạ là nó bu nha, nó hửi. Con sám nó hửi mà cái mỏ nó giật giật luôn. Để mình hù tụi nó một chập nha mọi người. Nè nè nè.
Nè nè. Nè nè đứa. Con này thì nó biết leo cây nên là mình sẽ thả nó lên cây để cho nó đi nha mọi người. Đây, bỏ nó đây đi, bỏ vô cây đi mày. Đây, bỏ vô cây đi mày. Đó. Xong chạy đi mày, chạy đi mày tự do rồi đó. Nó giả chết nha, con này có cái tập giả chết nha mọi người đó. Chạy đi đó, rồi lội xuống đó rồi kìa, lội đi nha, chui trong mấy cái ghế nước thì là mấy con chó không bắt được nó đâu. Cỏ nhỏ con nhưng là chàng trai bất bại. Đây là chàng trai nhỏ con nhất nhà mình. Nhỏ nhỏ vậy đó nhưng mà sung lắm nha. Cỏ là chàng trai nhỏ con nhất nhà, còn đối thủ của nó lại là chàng trai bự con nhất nhà. Đối thủ của nó là con dện, bự hơn nó gấp 3-4 lần luôn. Đây, giờ anh đây, hai anh em nó một ngày ngừa nghề với nhau không biết bao nhiêu lần. Do là trên lệch về số ký nhiều quá nên là con cỏ nó bị con dện knock out cũng 4-5 lần gì rồi. Đặc biệt là con cỏ chưa bao giờ chạy. Mấy lần hai đứa nó xung đột, con cỏ nó làm không lại là nó nằm im nó chịu chứ nó không có chạy. Sau khi tỉnh táo lại thì nó tiếp tục chiến với con dện tiếp. Như bữa nay tụi nó vừa phát hiện ở bên kia sông có người lạ đi trên bờ. Vậy là tụi nó kéo nhau ra ngoài đó đứng chỏ cái mỏ qua bên kia sông sửa người ta. Rồi không biết hai đứa xung hay sao. Lúc đi thì hai đứa chạy chung với nhau. Nhưng mà lúc về hai đứa lại nhảy vô quấn lộn tiếp. Bị mình chọi cho cục bùng nghỉ rồi nhưng mà vẫn chưa phân thắng bại. Cuộc chiến này mình cũng không biết là tới chừng nào nó mới tới hồi kết nữa. Có anh mày ơi, đâu đâu sửng dậy nè, sửng dậy đâu, sửng dậy nè. Sửng dậy cho con chuột thú hình. Trời ơi thúi, nằm thúi chịu không nổi luôn. Mới đầu thì mình tưởng là con mâu đó thúi, nhưng mà sau đó mình nhìn lại mọi người không phải con mâu mà con chuột kìa. Trời, tụi nó cắn con chuột rồi nó bỏ cho khô rồi giờ nó thúi. Chuột của đứa nào cũng chét hả chét. Trời, thôi bỏ đi anh Dục, anh cầm anh Dục. Thôi ghé ghé. Thôi ghé anh Dục, ghé đi thúi ịnh nè. Trời ơi thúi, nó là thúi ịnh luôn á. Ghê. Buông ga tao Dục, buông ga. Anh ơi, buông ga. Dục, cho mà xong đi. Ông trùm xin ăn đầy bài bản. Lại là nó nữa đây mọi người ơi. Ông trùm xin ăn của cái xóm này nó hay dữ lắm. Bữa nay nhà mình đám giỗ nha, mới dọn đồ lên cúng là nó lại đây nó chờ sẵn rồi. Làm như nó xin ăn biết nó chai mặt rồi, nó không có biết mắc cỡ nữa. Đứa nó về nãy giờ mà nó cứ tấm tơ tấm tắc à. Nó ngồi giữa cái đường đi, ai đi ngang thì phải tự né nó, chứ nó không có thèm né ai hết trơn. Nó tự nhiên thoải mái dữ lắm, y tan nhà của nó vậy. Nó thoải mái đi vô nhà mình luôn, đi thẳng lên đằng sau rồi chạy lên đằng trước. Ai mà vui vui giỡn với nó là nó tấu hề lại luôn. Điên xin riết thì cũng có nhiều bài hay quá hen, thảo mai làm trò rồi nữa. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở nó còn dẫn theo bạn của nó nữa. Con đốm đó là chủ của nó đi làm xa nên là gửi con đốm lại cho chủ của con xin ăn nuôi luôn. Rồi cái bữa nay nó đi hành nghề xin ăn, nó dẫn con đốm theo chung luôn. Xin ăn thì cũng xin vừa phải thôi, đừng có học theo cái cách mà xin ăn mà nhây nhây giống nó nghe mày. Ở đây đi, rồi lát chừng nào ăn rồi tao cho ăn. Còn con này nữa nè, nói sợ mọi người không tin chứ con đó là con chủ nhà đó. Chủ nhà mà đi ra ngoài đó nằm giữa cửa. Còn mấy cái con này ở đâu không à, lại đây thảo mai làm trò để xin ăn. Rồi tới rồi đó, lại là đôi mắt đó, không biết bữa nay phải tốn bao nhiêu cục thịt với nó rồi. Rồi ăn hết cục đó rồi, đi kiếm người khác xin đi, đừng có xin tao nữa. Ủa hả trời, con gác cái mỏ lên cái đồ hoài á, đi chỗ khác xin đi. Rồi nó tới công chuyện đó rồi, cái thằng xin nhây gặp cái thằng cho nhây rồi.
Thằng em mình nó ngồi nó đưa cục thịt chứ ra đâu có cho. Cứ hả không ra ăn cục thịt là nó giật lại cho quê chơi. Để mọi người xem cái mặt quê xệ của nó đây nha. Vừa quê mà vừa giận nữa. Cho không thèm ăn luôn nha. Đưa xác lòng mũi cũng không thèm ăn luôn. Cho thì cho, không cho thì nói mẹ đi. Cứ quẹt quẹt cái miếng khô ra lỗ mũi hoài. Hấp bụ nậu nó, cái thằng này tao bực bội thì chứ. Không lẽ bây giờ tao phập vô cái tay nó luôn chứ cái thằng này. Công sức sáng tao lại đây sớm, tao chạy tới chạy lui, tao làm trò, tao mua vui. Chỉ đợi tới cái hút này, được ăn mấy miếng khô, miếng thịt nhỏ xíu thôi mà nó cũng hành hạ tao nữa. Hấp trời ơi, cái thằng này tao giận mặt cái nó gì á, tao bực bội dữ lắm rồi đó nghe. Hấp, sợ cái thằng này nó giật cái tay nhanh vậy ta. Tao mà tép hụt một cái nữa là tao không thèm ăn nó luôn. Hấp, rồi thôi mày ăn luôn đi mày thằng quỷ. Pháp, mày khốn hồn mày cho tao ăn rồi đó. Chứ mày mà để tao phập hụt một cái nữa là tao giận tao bỏ cái người anh sinh này luôn. Bởi nó đi tao ăn hết miếng này tao xin tiếp. Chiều nay mấy anh em mình bày ra làm bánh tráng nướng ăn. Sẽ chỉ là bữa ăn bình thường nếu như không có nó. Lại là cái con xin ăn đó đó mọi người. Công nhận là nó hay thiệt. Bữa nào mà nhà có đám tiệc hay là làm cái gì ăn là tự động nó xuất hiện à. Nó mà nhắm tới người nào là người đó coi như xong. Muốn được ngồi thoải mái ăn ngon là phải chừa cho nó một miếng. Không thôi là nó sẽ đeo theo, nó ngồi nó nhìn, rồi nó gác mỏ lên đùi, rồi nó khều, nó làm đủ thứ hết. Nó không phải là chó của nhà mình nuôi nha. Nhà của nó ở bên kia đường, đối diện nhà mình. Ngày bình thường không bao giờ thấy nó qua nhà mình chơi hết. Chỉ những ngày có đồ ăn thì nó mới xuất hiện ở nhà mình thôi. Chưa thấy cái đứa nào đi xin ăn mà nhây mà tự nhiên như nó hết. Ngồi dưới đất cho ăn hồi nãy giờ chưa đã hay gì, nó trèo lên ghế nó ngồi chung luôn rồi. Người ta xin cho ăn một miếng rồi thôi đúng không? Còn nó là nó xin hoài. Nó cứ lẻo đẻo nó đeo theo nó xin hoài luôn. Nó không hề đói nha. Nhà nó giàu lắm. Đồ ăn của nó ở nhà nó hồi nào cũng thao thao hết trơn á, mà tại nó phái đi xin ăn vậy thôi. Đi xin ăn tới chỗ nào là chỗ đó phải tàn cuộc nó mới nghỉ. Đồ ăn còn trên bàn người chưa về hết là nó không về. Nó qua đây từ hồi chiều mà bây giờ trời tối thui rồi nó vẫn ở đây. Đi tới đi lui hết nổi rồi, bây giờ nằm đợi cho ăn luôn. Cạp cạp cạp. Linu bao đời bao đớp. Ngày này mày đi á. Còn đánh cái chổi. Mới sáng sớm ngủ dậy. Từ đằng sau cho tới đằng trước. Sáng sớm tàn ra dấu chân của nó không. Dài ra đây. Thẳng ra đây, thẳng ra đây. Trời ơi, nó niệm nó kiếm con này banh cái niệm luôn rồi. Mày đi ra. Tao đá cho mày đá bây giờ. Cuộc chiến của Linu và con dế nhủi. Lucky nhớ bà ngoại. Đang nằm ở ngoài cửa kia là con Lucky. Nó đang chờ bà ngoại nó về. Trời thì tối thui rồi mà nó cứ nằm đó nó chờ hoài. Hồi đó giờ bà ngoại đâu có đi đâu ban đêm đâu, mà tự nhiên bữa nay chiều bà ngoại đi đâu mất tiêu. Tới bây giờ tối thui rồi bà ngoại vẫn chưa về. Mình kêu nó đi vô nhà mà nó nhất quyết không chịu vô. Cứ nằm ở ngoài đó hoài. Mình sợ nó bị muỗi cắn nên là ra ẵm nó vô. Vô nhà rồi, đóng cửa rồi, nhưng mà nó vẫn cứ ngóng bà ngoại của nó. Bay lên trên bụi gián nằm rồi nhìn ra cửa hoài luôn. Rồi nằm thở dài nữa chứ.
cái mặt là buồn hiu luôn nha, kiểu là rầu, không có biết bà ngoại đi đâu hết. Mình phải giả làm tiếng mèo kêu, chuột kêu, rồi hát cho nó nghe bài hát mà nó yêu thích thì cái mặt nó mới hớn hở lên được một chút đó mọi người. Nghe mình hát được một chút thì nó lại bay xuống, ngóng ra cửa, hết ngồi, rồi tới nằm, tiếp tục công việc chờ bà ngoại về của nó. Trời cũng khuya rồi, nên là mình đi vô phòng, mà kêu nó vô phòng, nó không vô, nên là mình phải dùng chiêu cuối, tắt đèn và nhát me nó. Đi, vô phòng nằm với anh, rác bà ngoại về, rác này ra mừng ngoại, hang tối tối bà ngoại mới về. Đi, vô phòng nằm, vô phòng ngủ, đi, nằm đợi biết nào ngoại về, khuya ngoại về rồi, nghe tiếng xe rồi mình ra mình mừng bà ngoại, hang. Đi, vô phòng nằm. Lúc kia ở với bà ngoại từ nhỏ tới lớn nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mà ban đêm bà ngoại không có nhà, nên là lúc kia lúc kia rầu dữ lắm, buồn hiu luôn nha. Lát ngoại về ha, cho mày ngủ với anh. Chứ nó ngoại về không đâu biết bà ngoại đi đâu. Chỉ biết tự nhiên sau tối nay bà ngoại nó mất tiêu. Rầu dữ lắm rồi. Rầu dữ lắm, rầu rồi đó. Bây giờ là cho nó vô phòng luôn rồi, nhưng mà nó vẫn đòi ra khỏi phòng nha mọi người. Nó ngồi ngay cửa phòng kìa, nó ngóng ngóng cái này, nó chờ bà ngoại của nó. Nó nhớ bà ngoại, nó khóc luôn kìa. Nó khóc luôn rồi. Cái gì dữ vậy lúc kia? Giờ là lúc kia không có ra cửa ngồi đợi nữa, vô phòng là không chịu cho ra, nhưng mà không có ra cửa ngồi đợi nữa, mà bây giờ là nằm đằng trước cửa phòng bà ngoại nha. Nhớ hơi bà ngoại rồi, nằm trước cửa phòng bà ngoại đó, mặc áo rồi vô cho ngủ cho ấm, rồi lên trước cửa phòng bà ngoại nằm đợi bà ngoại. Sửa áo lại cho đẹp đẽ rồi coi nè, mặc áo báo đời nhưng mà rất là thương bà ngoại, không hề báo đời chút xíu nào hết tụi nghiệp. Phải dụ nó dữ lắm thì nó mới chịu vô phòng ngủ với mình. Bây giờ ngủ được rồi thì ngủ quẹo cần cỏ luôn nha. Từ hồi chiều giờ là gia đình đi coi phim Lật Mặt 7, Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải. Cả nhà về tới rồi, lúc kia nó mừng quýnh quán hết trơn. Bà ngoại thì đi vòng lại phía sau nhà rồi, nên là lúc này lúc kia nó không có mừng bà ngoại được. Không thấy bà ngoại đâu nên là nó có chạy ra ngoài cửa nó kiếm. Rồi đây là hai bà cháu nó nè. Tiếc là cái lúc nó mừng bà ngoại mình không có quay được, nhưng mà bây giờ là nó giành bà ngoại của nó luôn. Bà ngoại ngồi ở đâu thì nó sẽ đeo theo nó ngồi kế bên vậy. Hồi chiều giờ nhớ bà ngoại nên là bây giờ bật mod bảo vệ bà ngoại rồi. Được ngồi gần bà ngoại nên là nó vui dữ lắm. Ai lại gần bà ngoại của nó là nó cười với người đó. Nụ cười này người ta còn kêu là nụ cười chích ngừa. Đây là cái vợt của mình và mình đang đứng ở ngoài bờ sông. Mình sẽ dùng cái vợt này để vớt mấy con cá nâu con, một loại cá rất là có giá trị ở chỗ mình. Và nó đây mọi người, không hiểu sao mấy bữa nay ở ngoài sông cá nâu giống quá trời luôn. Ngày nào mình cũng canh thủy triều lên, nước chảy, đứng một chỗ ở đây là vớt đã luôn. Con cá nâu này khi mà lớn lên thịt của nó ăn rất là ngon, giá bán của nó cũng rất là mắc. Những con lớn có thể đạt mức giá gần 300.000 một ký. Hồi nãy giờ mình mới vớt có mấy vợt mà được bao nhiêu đây rồi nè. Tụi này nó đi theo bầy, ít đi lẻ lắm. Có bầy thì nó đi 5-10 con, mấy con, có bầy nó kéo nhau đi cả trăm con. Mình chỉ cần cầm cái vợt đứng cặp bé sông rồi hết bầy này tới bầy khác nó bơi ngang, thấy bầy nào là mình vớt bầy đó. Mình vớt tụi nó là để thả vào trong đập nhà mình nha. Đây mọi người coi nè, nguyên một cục cá nâu luôn nha. Đường xương chưa tới nửa tiếng mà thì mình vớt được bao nhiêu đây. Giờ mình sẽ thả tụi nó vô trong đập nhà mình nha mọi người. Đây là trong đập nhà mình, cá nâu nha, cá nâu con, cá nâu kho tá giác, cá nâu kho cà, cá nâu nướng muối ớt.